Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Dương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ di dân tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, công trình đã giải ngân được 250 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Hiện các đơn vị thi công đang thi công nhà văn hóa, trường học, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, đổ bê tông mặt đường nội khu, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Nhân dịp này, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng 8 phần quà cho các khu tái định cư dự án Hồ Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn. Vừa qua, huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng, 372 chi bộ trực thuộc với 8.493 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm chính trị cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trên năm đạt 12,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng trên người trên năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 107 tỷ đồng. Công tác thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Công tác dồn điền đổi thừa và phát triển sản phẩm ô cốp thực hiện bước đầu có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã có 15 sản phẩm ô cốp. Các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, truyền thông đạt được kết quả quan trọng. Chất lượng dạy và học ở các cấp học, bậc học từng bước được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Quốc phòng được củng cố và giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện quy định số 31 QĐTU, quy định số 32 QĐTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ huyện. Nhân dịp này, huyện ủy Lạc Sơn đã tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng, 2 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023, 78 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023. Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng, 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 16 đảng viên có thành tích trong 5 năm thực hiện quy định số 31-32 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn phát động phong trào thi đua với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đoàn kết kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Giá trị sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp ước đạt trên 2.872 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.204 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 107 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1.235 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện có 11 xã về đích nông thôn mới và có 12 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Toàn huyện đã xây dựng được 6 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm có nhiều tiêu chí đạt 4 sao. Huyện đã thu hút được 4 doanh nghiệp vào địa bàn với tổng số vốn đầu tư cam kết 233 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho trên 3.500 lao động tại địa phương. Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, huyện Lạc Sơn được xếp thứ tư.
Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cũng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho một tập thể, tặng bằng khen 2 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tặng bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Sơn 2 tập thể, tặng bằng khen cho 3 gia đình nông dân, cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tặng cờ thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen cho 15 tập thể. Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng nhiều giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Công an huyện Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Năm 2023, lực lượng công an huyện đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp công tác, thể hiện vai trò và lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đạt được kết quả tích cực, góp phần làm trong sạch địa bàn, làm tốt công tác tham mưu trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong đề án 06CP. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tập trung thực hiện, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các mô hình tự quản về an ninh trật tự, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Trong năm có nhiều lượt tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Sơn cũng vừa triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024. Năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Sơn đã có nhiều nỗ lực đảm bảo các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 82 vụ án hình sự. Các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình thụ lý mới 237 vụ việc. Nội dung các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, ly hôn, tài sản sau ly hôn. Đối với các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại lao động, thụ lý mới 2 vụ việc. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác với mục tiêu. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Vừa qua, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết tín dụng chính sách năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Ban đại diện huyện đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, với tổng dư nợ đạt trên 599 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 99,99% kế hoạch. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,043% tổng dư nợ. Chương trình tín dụng chính sách theo nghị quyết số 11 NQCP của Chính phủ đã thực hiện cho vay được 456 khách hàng với dư nợ gần 26 tỷ đồng. Cùng với đó, các hoạt động kiểm tra giám sát của ban đại diện cũng được quan tâm chú trọng. Hiện tại, các tổ chức chính trị xã hội huyện quản lý 206 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các hoạt động giao dịch xã đã tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng. Thực hiện quy chế dân chủ công khai minh bạch và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội.
Nhân dịp này, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2023. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn đã tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn có tổng số 112 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 24 công đoàn xã và thị trấn, 10 công đoàn khối cơ quan, 58 công đoàn khối giáo dục, 18 công đoàn doanh nghiệp. Tổng số đoàn viên công đoàn là 6.141 trên 6.882 công nhân viên chức lao động, trong đó có 348 đoàn viên khối cơ quan nhà nước, 751 đoàn viên khối xã thị trấn, 2.562 đoàn viên khối giáo dục và 2.406 đoàn viên khối doanh nghiệp. Năm 2023, công tác công đoàn huyện Lạc Sơn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán đến 100% công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Kết quả đã tặng 350 suất quà cho đoàn viên, người lao động và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 224.700.000 đồng. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, công nhân viên chức lao động để kịp thời phản ánh với các cấp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong đơn vị. Các cấp công đoàn trong toàn huyện tập trung vào trọng tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tại hội nghị đã trao kỷ niệm chương cho 8 cá nhân, trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 cá nhân và 1 tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen chuyên đề cho 1 tập thể, 1 cá nhân, 4 bằng khen tập thể và 10 cá nhân. Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn tặng giấy khen cho 8 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn chọn làm đại hội điểm của huyện. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa đã thay đổi nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiến tới trong giai đoạn 2024-2030, xã đạt đô thị loại 5 theo kế hoạch của huyện đã đề ra. Tại đại hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo huyện Lạc Sơn và xã Nhân Nghĩa đã tặng hoa chúc mừng thành công đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa. Vừa qua tại xã Vũ Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa và các công trình phụ trợ khuôn viên nhà văn hóa xóm Quyết Tiến. Về dự lễ có đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn. Công trình nhà văn hóa xóm Quyết Tiến được cải tạo nâng cấp với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tài trợ, gồm tu sửa nhà văn hóa, làm sân chơi thể thao, công trình đường hoa nông thôn mới, xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Cũng tại buổi khánh thành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Vị, xóm Quyết Tiến, xã Vũ Bình. Công trình nhà văn hóa được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện để người dân tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa giải trí, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.